Tiếp tục nha các bạn ơi. Có không đó? Rồi lấy cồng của mình lại được rồi, thử cái nãy. Chụp cách xa. Chụp cái này là chụp gắn nha các bạn nha. Đây. Cái này tầm 25 con một ký nha các bạn. Có nhu cầu liên hệ nha. Đấy, hôm nay mình có cái đèn siêu sáng này quay clip cho các bạn xem rồi. Ô, anh Giang ơi, bên đây thất rồi anh Giang ơi, kì vậy? Đây, còn. Còn to quá, đâu? Ủa, bên kia con nữa các bạn. Trời cho đất à, đó, bạn thấy đen không đó. Giang bên này đã sao vậy anh Giang? Yếu vậy? Mấy ngày nó yếu. Vậy ở nhà quá trời chứ gì. Bên nó đặt đồ mà, đặt con mồi. Ừ, đặt clan đó. Chuột đó đặt con chăn ấy, đặt gắn gì. Và nó vừa ngồi hên khăm phổ nó. Đi. Liền chẳng được so, dạ. Lúa mà yếu. Ồ, dịch. Đây các bạn. Mở cái đặt cái cào một cái cào đổ. Đây các bạn. To đùng luôn. Nãy giờ được đâu 6 con. Đêm nay mình đếm con nha anh Giang nha. Không đếm ký nữa. Ít quá. Mình đực lên mình thôi đó. Về cho xuống. Tất cả cục nhưng. Này các bạn. Cái luồng chạy tới đen mà không dính. Cái luồng nha các bạn, các bạn nghe kỹ nha, đừng nói mình nghĩ mình nói bậy nha. Cái luồng nha các bạn, mình hơi bị ngọng á. Đây các bạn, tem đặt bẫy chuột đi trước hết đi, em quay cái phải một mình với anh Giang thôi các bạn nha. Rồi thử đi lớn hơn tem mà. Có anh Giang không? Có luôn. Một con chuột bị cho bá lửa này. Tí hòn. Chụp. Nào với xe luôn rồi. Hay mình nói nhưng đặt lắm rồi, cục ôm buôn đọc đi. Ồ. Trong cái lồng mà 19 kg các bạn. Ngay dùng tỉnh á. Dùng chanh nè. Ừ, mày là một buôn luôn. Trong cái lồng 19 kg các bạn nghe khiếp chưa? Mẹ coi tới sáng luôn. Đó, to. To. Ủa, to đúng rồi, đừng đạp nó. Kè, dậy kè, bắt nó. Đây. Chiu. Bây giờ mới 15 con phải không? Đây, nó tặng được cái dịch ăn này Khang ơi. Có ớt á. Ngập lòng hết rồi, ớt. Ngập bồn hết rồi. Cái kệt ngập ọt nó. Ui, nó chảy lưa tưa luôn rồi. Mềm ấy. Đó. Đấy, thêm miếng lợn thôi. Này cái mệt á. Nó hơi xíu mỏ. Thôi. Vỏ đập kia khác người ta mua chọp muối đó. Đây các bạn. Để hai cái gần nhau dính con thì dính. Con mập. Con gần ký. Con gần 20 con. Con gần ký, mình ký 20 con nha các bạn. Giờ dính rồi kìa, dính rồi, anh thấy dính rồi. Trong kia kìa. Đây. Này, con to đụng này. Đây các bạn. Em tí. Con tí. Nó tí vậy thôi chứ con này cũng bự. Gắn được. Thôi. Bự chằn không đó. Con bự cái bá lửa luôn nha. Đâu. Đây. Quá trời bự luôn. Úi, con chạy con trên nữa kìa. Con đó nhỏ như con bự cho bá lửa luôn. Giang ơi anh Giang. Còn chuột gắn không à.
Anh em có nhu cầu mua chuột gắn liên hệ mình nha các bạn nha. 0352071774 nha các bạn. Chuột gắn khu vực Trà Vinh. Ưu tiên Trà Cú nha các bạn nha. Ưu tiên Trà Cú, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Châu Thành nha các bạn. Này mình bước mình lội qua cái này nha các bạn. Nó bị nông sâu. Đây dính được một em nữa các bạn. Một đô 23 ngàn. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để cho các bạn khác cùng xem nha các bạn nha. Dân bị rắn miền Tây. Mình đặt tên cho là gian chuột nha các bạn. Còn một anh của mình nữa ở từ nhà ấy, đi đặt gắn mà đặt hay ấy, mình gọi là thi đen. Nói chung mình đặt tên, sửa tên ra từ lưu dưa ấy. Tên đẹp mà. Nè anh già ha. Ờ. Ồ, con bạch chuột quá. Sâu quá các bạn. Tắt máy các bạn nha. Đây các bạn, cờ này mình gửi cho các bạn xem nha. Đó. Cờ là đặt một cái lồng các bạn, một cái cờ là một cái lồng. Mình làm cái cờ vậy để mình nhớ chỗ mình đãi các bạn. Vì số lồng gần 200 cái thì mình không thể nào mình nhớ nổi rồi ha. Đi là lướt quất là. Đó, đó. À. Đây. Con đồ cơm á. Thân cái chân đạp nha. Trùng quay trùng. Trùng ít. Trùng quay trùng đúng cái gì đó. Nãy giờ mới thăm có mấy cái mà. Nhưng đặt nhiều quá không nhớ, phải làm cái cờ các bạn đó, trắng trắng đó. Quay phim đậu hộp. Đây các bạn, đập được phân nửa người các bạn. Nói chung thì em ấy đã ngậm cụ tỏi các bạn nha. Thăm mình đi thăm trước là hơn rồi. Rồi bẫy đang ngập nước hết trời các bạn. Nói chung thì ăn cám rồi, ăn cám chè cơm rồi các bạn ơi. Bẫy ngập nước hết trời. Đây bên đây cũng ngập luôn rồi. Rồi xong không dính luôn. Ui cái này đập đập mà không dính anh Giang. Ủa đi đạp á. Ủa đi đạp thiệt. Bậy không có còn có người đạp nữa các bạn. Đấy. Cực như chó chạy xe như các bạn nha. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Gắn chung hả? Đâu to không? Ê to mà. Ê ăn chung. Đặt. Bạn cặp nông nha các bạn nha. Đâu rồi để vô cái gì này. Nhưng vùng quay phía nó bị cánh. Cặp nông nha các bạn. Rồi rồi. Anh ấy đã giải quyết xong rồi, mình đi bay tiếp nha các bạn. Đây các bạn dính con các bạn ơi. Nói chung nãy giờ hơn chục cái mới dính con nè. Nói chung cái nghề này nó dễ các bạn, nó bấp bênh các bạn. Chứ mỗi ngày mà mỗi ngày mà dính 1 triệu đồng thì người ta nghĩ làm công ty hết, ta đi đặt chỗ các bạn ơi. Nè. Dính con các bạn. Chục mẹ không? Chục mẹ. Tiếp. Thôi. Hôm nay không dính bằng bộ hổm các bạn. Bộ hổm dính thấy ham luôn á. Đường chạy cũng nhiều mà chuột thì ít. Này không có. Rồi, bây giờ là hiện tại là số 7 không dính nhiều hơn dính nha các bạn. Cho nên mình sẽ quay những chỗ nào mà dính thôi các bạn nha. Chứ để các bạn xem video thì quá là dài các bạn. Giờ thì đặt đừng con các bạn. Con này to.
thấy cái đuôi luôn. Kiếm viên nhân chiên thật đẹp. Giờ có một tí kinh nghiệm nè. Cái dạng chuột này thấy hai cái răng, cái nhăn răng ấy chứ. Nhăn, sáng đã nhăn răng. Đây, 9 con nữa các bạn. Ủa, 9 con luôn hả? Đây, hố ở đây dính con nữa các bạn. Đặt hai bên luôn các bạn. Tới bên đây, tới bên đây. Chục lứa không? Đụng gì được rồi, đỡ hơn không kìa. Mai ra tới miền Bắc. Anh Giang quay vào đây coi. Đã chuột thích bay bên kia không ạ? Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đẹp trai giống như bút với lóc ấy. Anh đẹp trai quá. Khác gì phút vlog đâu. Ổ chuột ở đây. Đặt chuột là ngủ gần hơn. Đây là chỗ anh Giang ngủ rồi. Đặt chuột ngủ gần nha các bạn nhé. Phù bụi. Yến con các bạn. Con này cũng thích được rồi anh nha. Lứa đầu lứa. Ngày mình chụp cảnh ôi. Chúng ta mưa tôi chọc rồi, mưa mỗi chọc rồi, mưa tôi chọc rồi, bắt cho cái gì đó. Đi qua dính đi lại dính luôn à. Cái mỏng buồn. Đi vô. Vui. Cho bà túi. Đây các bạn, lúc trước thì mình đi đại với anh Giang thăm một mỗi lần một lần mình thăm ấy là hơn chục ký các bạn nha, còn bây giờ thì bữa nay là chỉ tầm 2 ký thôi. Cái ngày này nó cũng bấp bênh các bạn nha, chứ không phải là bữa nào mình cũng được chục ký nha các bạn nha. Bữa trước 1 ngày 1 triệu anh Giang nói đấy các bạn nha, trước 1 triệu giờ là đêm 100 thôi. Thì là, nếu mà hy vọng là thăm chắc sáng nha các bạn, sáng thì được nữa thì cũng êm, nhưng mà giờ hiện tại thì chuột trong đây chỉ tầm 2 ký thôi. 2 ký trong đây thì tầm giá của nó là 100 ngàn nha các bạn. Và clip của Danh đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp Danh nha. Bye bye.